Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Và ở đây là một cái nơi rất là hoang vu. Còn sót lại những cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Thì khi mà Linh bước chân tới đây, nhìn xung quanh hoàn cảnh cái khu vực này giống y như là một cái nơi bị lãng quên. Còn rất là nhiều những cái ngôi mộ được chôn cất và bị ngập nước như thế này. Xung quanh đây rất là hẻo lánh luôn. Cây cối thì mọc tùm bốn bề như thế này. Và phía sau đây còn một cái khu nhà bỏ hoang, 2-3 căn. Bây giờ Lên sẽ tiếp cận những cái ngôi nhà bỏ hoang này để khám phá xem là bên trong đó còn sót lại những gì. Bên ngoài này là những phần mộ có lẽ rất là lâu đời rồi. Nhìn nó khá là cũ kỹ. Trong khu mộ này thì có khoảng tầm 7 ngôi mộ được xây rất là sát nhau. Nơi này thì xa xa vẫn còn sót lại một số những cái cây cổ thụ, như là những cái gốc còng to lớn như thế này. Ngày xưa có thể là nơi đây đã từng rất nhộn nhịp. Làng xóm vẫn còn đông đúc thì ở đây có thể là khá là vui. Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một cảnh hoang tàn. Xung quanh bốn bề chỉ toàn là những cái đám cây. Nó bao phủ trên khu vực này. Trước mặt lên là hai ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Và hình như là phía bên này còn một số ngôi nhà khác nữa. Và nó đã bị tháo dỡ rồi. Chỉ còn sót lại hai căn như thế này. Và phía trước cửa thì có một cái ngôi miếu. Một cái ngôi miếu nhỏ. Ngày xưa trong những cái xóm nhà thì người ta hay dựng miếu thờ, có thể là thờ thổ công rồi. Khi mà đứng đây nhìn vào bên trong thì Linh thấy được bên trong có khá là nhiều đồ. Cái ngôi nhà hoang bên đây thì vào được. Còn căn nhà bên đây thì hiện tại là đã bị khóa cửa rồi. Có thể là không có vào được. Phía sau đó cũng có một cái nữa. Ôi. Gió nó đánh mấy cái tấm tôn này phát ra những cái âm thanh. Ngôi nhà này thì cất theo một cái kiểu là nhà cột cây và dán gỗ ở phía trước. Kiểu nhà này thì ngày xưa rất là phổ biến ở vùng miền Tây. Bên trong là những cái đống đồ bừa bộn nằm rải rác ở dưới mặt nền nhà. Và còn một số những cái tủ
đựng đồ và tủ thờ. Cửa phía trước còn khá là mới. Ngày xưa có thể là nhà bên đây người ta lợp lá nè, cho nên là những cái đống lá ở trên nóc nhà người ta tuôn xuống đây. Đó, còn sót lại nguyên một đống như thế này. Có thể là ngày xưa khi mà bỏ hoang cái chỗ này thì trước khi đi người ta đã dọn những cái đồ đạc và tháo dỡ những cái thứ cần thiết để mà họ dọn đi nơi khác. Nhìn chung thì ngôi nhà này được thiết kế hoàn toàn là bằng gỗ. Những cái sườn được làm bằng gỗ hoàn toàn luôn. Và không có tường xi măng ở đây, không có gạch. Gỗ và những cái tấm tấm này không biết là gỗ hay là mica nữa. Đây là một cái tấm bằng bằng bê tông, ủa bằng xi măng chứ. À, những cái tấm dách này được làm bằng xi măng. Y như là những cái tấm tôn xi măng vậy. Không biết vì sao mà khi họ dọn đi, những cái tủ họ không mang theo. Bên trong này thì còn 3 cái tủ. Và Linh nhìn thấy thì cái hiện trạng thì có thể là vẫn còn sử dụng được. Nhưng mà họ lại không có mang theo. Rất là nhiều đồ nằm bừa bộn ở trên cái nền nhà này. Trên đây là một cái phiếu điện để xem là có để năm nào hay không. Nơi này được bỏ hoang khoảng tầm 8 năm rồi. Linh nhìn thấy ở trên phiếu điện người ta có ghi là từ năm 2017 cho tới bây giờ là ngưng đóng tiền điện. 8 năm, 9 năm rồi. 2017. 2017 này năm nay là 7 năm rồi. 7 năm rồi chứ. Đây là một cái hộp dùng để đựng nhang. Ui, gì trời. Lâu lâu thì có một cơn gió mạnh thổi qua, nó làm cho cái tấm tôn này nè cả nhà, nó sẽ dỗ ra dỗ vô và phát ra một cái âm thanh. Dưới chân tủ thờ này, Linh vừa mới phát hiện là có rất nhiều những cái cây đàn cầy nằm dưới cái hộp này và rớt ở dưới nền nữa. Đàn cầy này là đàn cầy sử dụng trong những cái đám cưới hoặc là đám ma.
trên đây thì có những cái hoa văn nè, một cặp luôn. Có thể ngày xưa nhà này đã từng có một cái chuyện hỷ sự gì đó. Cặp đèn cầy này là cặp đèn cầy dùng để làm đám cưới nè. Dưới đây là những cái ly nằm lật ngửa. Tủ này có thể là tủ ngày xưa để đựng chén ly rồi. Tủ kiến, khung nhôm, đây là một số những cái bình hoa. Khung cảnh này này là bây giờ chỉ toàn là những đống đổ nát bừa bộn nằm ở bên trong những ngôi nhà hoang này. Và thiết kế của những ngôi nhà này thì thường được xây dựng vào những năm 90, thập niên 90 cả nhà. Kiểu dáng thì nó cũng mang một cái vẻ rất là xưa. Nhà cây cột đúc, cột là nhà cây thì sẽ là cột kê chân. Đó là một cái kiểu nhà đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ ngày xưa. Trong cái tủ này thì còn nguyên một cái đống sách nè cả nhà. Đây là một số sách học sinh. Và chúng ta có thể nhìn thấy là đây là một cuốn sách hóa học lớp 11. Có thể là của một người con trong gia đình. Đi học rồi bỏ lại sách ở đây luôn. Đây là sách địa lý lớp 11. Sinh học 11. Một đống sách tập của một học sinh. Trong này còn cả micro nè. Đây là một cái mic để hát karaoke. Xài bằng đầu đĩa. Đây có để hiệu nè. Mic này là sẽ đi theo kèm theo những cái đầu đĩa ngày xưa. Thì trong những cái ngôi nhà ở miền Tây, cái lúc mà thời điểm mà còn xài những cái đĩa CD để hát karaoke thì sẽ xài cái mic này. Trên đây là một cái con dao nhíp và một cái tấm gương. Cái dụng cụ này thì rất là quen thuộc đối với lại những người đàn ông cả nhà. Họ hay dùng những cái thứ này để mà có thể là cắt tỉa gì đó trên mặt, hoặc là những cái con thú như là tỉa lông cho gà rồi đó. Và ngay giữa này thì là cái bàn thờ và những cái tấm tranh liễn ở trên này. Thường những cái ngôi nhà mà hồi xưa thì sẽ có những cái bức tranh liễn được treo ở giữa nhà để nhằm mục đích là làm đẹp cho ngôi nhà. Lúc trước thì mấy cái nhà ở miền Tây thì sẽ làm theo cái kiểu là bàn thờ như thế này. Một cái bàn thờ nằm ở phía trước và một cái bàn nằm ở phía sau. Đó. Để họ thờ cúng những cái người lớn tuổi, ông bà cha mẹ đã qua đời. Nãy giờ gió nó cứ thổi mấy cái tấm tôn này, nó phát cái âm thanh đùng đùng hoài.
Và theo như Linh nhìn thấy là cái những cái đồ vật mà đáng giá nhất trong nhà này là những cái gỗ, và những cái gỗ và những cái phần khung cột ở trong này có người ta đem vô đây người ta cất giữ luôn nè. À, mấy cái này là nó còn khá là chắc đó cả nhà, tại vì đa số là những cái gỗ này hồi xưa là họ xây nhà họ sẽ lựa toàn là những cái gỗ tốt không à. Wow. Phía sau này lại có thêm một cái tủ nữa nè, và cái tủ này là một cái tủ chén đựng đồ ăn đồ dưới bếp, và một cái giường nữa. Bên góc này thì có một cái chiếc xe. Chiếc xe này có thể là một cái chiếc xe dành cho người già. Một cái chiếc xe có bô ở dưới luôn cả nhà. Có cái phần bô để mà vệ sinh, tiểu tiện ở dưới đó luôn. Ngày xưa có thể là nhà này người già, lớn tuổi, đã bị bệnh. Và cho nên là người ta sẽ sắm một cái chiếc xe như thế này, để cho họ ngồi và tiện việc vệ sinh. Phía sau này cũng rất là nhiều đồ. Đây là mấy cái đồ chơi của trẻ con nè. Đây là một cái đai nịch. Cái đai nịch này dùng để nịch em bé rồi khi mà di chuyển trên xe. Trên đây là một cái đồ treo. Một cái cây giá treo. Đồ chơi của trẻ con. Nãy giờ nhìn tưởng đâu là một cái lá cờ không chứ. Ngôi nhà này là ngày xưa có thể là có một cặp vợ chồng đã đính hôn, bởi vì có đèn cầy nè, với lại đồ chơi trẻ con ở đây. Đó, có thể là con trong gia đình này đã kết hôn và sinh sống ở đây một thời gian. Đó, cho nên là còn để lại khá là nhiều đồ của trẻ con ở đây. Phía sau này thì một số những cái phần có thể là nhà bếp đã bị tháo dỡ rồi. Đó, phía sau này là còn nguyên một cái khuôn. Sau này hình như là còn nguyên một cái khuôn. Nhà bếp và đã bị tháo dỡ cái phần mái nhà ở phía trên này, chỉ còn lại một cái gian bếp thôi, một cái gian bếp nằm mà bơ vơ ngoài trời như thế này. Ngôi nhà này đặc biệt là khi họ đi, những cái đồ như thế này mà họ không đem theo. Đồ chơi rồi, với lại tủ bàn ghế đâu nè. Đây là mấy cái tấm chiếu giờ nó bị mục nát hết rồi. Đây là một cái hộp điện thoại Oppo Reno 6 5G.
Bên trong này thì người ta tháo dỡ những cái tấm tôn và chất thành một đống bên trong đây. Mấy cái tấm tôn này có thể lúc trước họ làm mà cánh nén, bởi vì những cái đường cắt xéo của tấm tôn nó sẽ chỉ là được dùng để làm cánh nén thôi. Còn sót lại quần áo trong này nữa nè. Bên trong cái góc tường này có một cái chiếc túi ni lông đựng những cái vật dụng gì đó đen đen ở trong, không biết là cái gì nữa. Hình như đây là một cái bộ móc. Bộ móc này thì dùng để phơi đồ trẻ con, kẹp đồ em bé rồi. Bây giờ là bên trong nhà này liên tục khi mà có gió là mình sẽ nghe được những cái âm thanh của tôn nó va đập rất là ớn luôn á. Phía ngoài này xa xa thì Linh nhìn thấy có một cái trang thờ đã được người ta tháo dỡ và đặt ở một góc trên phần nền nhà đã bị tháo gỡ ở đây. Có thể lúc trước là ở đây có một cái ngôi nhà nữa là hàng xóm nằm ở gần kế bên đây. Tại vì đa số những cái ngôi nhà ở dưới quê thì người ta có cái diện tích rất là nhỏ. Bên đây sẽ là một cái nền nhà khác. Và bây giờ người ta đã trồng chuối vô đây rồi. Những cái gốc chuối đây có thể là vừa mới được trồng gần đây thôi. Xung quanh đây thì trồng khá là nhiều những cái cây trái, cây cóc, còn một số trái ở trên cây nè. Thì nãy giờ Linh cũng đi một vòng bên trong khu nhà bỏ hoang này khám phá, và ở đây thì còn sót lại những cái đồ vật ngày xưa người ta sinh sống rất là nhiều. Và Linh cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà có xem được video này thì hãy cho Linh xin một like nha, như là một chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực đi khám phá những nơi mới khác tiếp theo hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.